Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục nóng 84 cuộc giao tranh. Ukraine nói Nga thành công một phần ở Zaporizhia. Nga tuyên bố kiểm soát 1/3 thành phố quan trọng ở Donetsk. Chiến sự Nga-Ukraine leo thang với loạt diễn biến nóng. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 27 tháng 10, có 84 cuộc giao tranh và các trận chiến đang diễn ra ở 4 hướng. Trong đó, quân Nga hoạt động tích cực nhất ở thành phố Kurakove và thành phố Porok, tỉnh Donetsk. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, tình hình ở các mặt trận vẫn căng thẳng. Mặc dù chịu tổn thất đáng kể, quân Nga vẫn tiếp tục nỗ lực phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine. Bộ này nói rằng Nga ngày qua tiếp tục tấn công bằng pháo binh và bom dẫn đường vào các khu định cư ở tỉnh Sumy. Tại tỉnh Kursk, Nga giáp biên giới Sumy, Ukraine nói rằng Nga đã sử dụng 18 quả bom dẫn đường trong 24 giờ qua. Thành phố Kharkiv, tỉnh Kharkiv chứng kiến hai cuộc giao tranh xảy ra trong ngày 27 tháng 10. Ukraine đã đẩy lùi cả hai nỗ lực tấn công của Nga. Tại thành phố Kupanas, Kharkiv, lực lượng Nga đã thực hiện 13 nỗ lực tấn công các vị trí của Ukraine. Ở tỉnh Donetsk, Nga tấn công thành phố Lyman 9 lần trong ngày, gần các khu định cư Chernets, Nomikhaliva, Makika, Temi, Zazi, Seriberka và Hirozika tại thành phố Kamarovsk. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn khi quân Nga cố gắng tiến về phía trước. Tại thành phố Torez, quân Nga đã cố gắng đẩy lui các đơn vị Ukraine khỏi các vị trí các khu định cư Shchepivka và New York nhưng không thành công. Ở thành phố Bobrov, kể từ ngày đầu, quân Nga đã thực hiện 15 nỗ lực đẩy lực lượng Ukraine khỏi các vị trí. Ukraine cho biết đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Nga ở khu vực này. Thành phố Kurakho vẫn là nơi nóng nhất với 21 cuộc tấn công của Nga trong ngày qua. Tại tỉnh Zaporizhia, ngày 27 tháng 10, người phát ngôn lực lượng phòng vệ miền nam Ukraine, ông Vladila Voloshin nói rằng quân nước này vẫn tiếp tục kiểm soát tất cả các cao điểm chủ chốt gần khu định cư Levaden và đang cố gắng giành lại vị trí, theo tờ Kyiv Independent. Bình luận của ông Voloshin nhằm đáp trả thông tin gần đây trên trang web giám sát cộng đồng Deep State rằng Nga đã giành được khu định cư Levaden. Quân đội Ukraine cảnh báo rằng Nga đang leo thang hoạt động ở phía nam Zaporizhia, cùng lúc với việc tiếp tục tiến vào vùng Donbass phía đông Ukraine. Ông Voloshin nói rằng ông sẽ không gọi Levaden là một khu định cư mà chỉ đơn giản là điểm trên cánh đồng trống nằm ở vùng đất thấp, khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn. Người phát ngôn thừa nhận rằng lực lượng Nga đã tập trung nỗ lực lớn vào khu vực này, đạt được thành công một phần và tạo ra sự chia rẽ trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Theo ông Voloshin, Nga đã tăng cường hoạt động trong khu vực sau khi giành quyền kiểm soát thị trấn Vuleda, Donetsk vào đầu tháng 10. Levaden nằm gần ranh giới hành chính của tỉnh Zaporizhia và tỉnh Donetsk, cách Vuhadr khoảng 50 km về phía tây. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, thiệt hại của Nga tại chiến trường Ukraine tính đến ngày 27 tháng 10 là 689.040 binh sĩ, bao gồm 1.440 thương vong trong ngày qua. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Nga tuyên bố kiểm soát 1/3 thành phố quan trọng ở Donetsk. Truyền thông Nga dẫn báo cáo quân sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng quân nước này ngày 27 tháng 10 đã giành quyền kiểm soát 1/3 thành phố Torezhsk, Donetsk, theo hãng thông tấn TASS. Tại Donetsk, ngày qua, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến trung tâm đã tiến được 5-6 km tại thành phố Pokrovsk và giành quyền kiểm soát khu định cư Izmailov. Ở thị trấn Chasiv-Yar, báo cáo nói rằng lính dù Nga đã tiến được 1,5 km. Quân đội Nga cũng tiến được hơn 6 km gần Vuleda. Cùng ngày, quân Nga đẩy các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine ra xa thành phố Lysychensk, tỉnh Luhansk, 20 km. Nhóm tác chiến phía nam của chúng tôi đã xoay sở đẩy quân Ukraine ra xa Lysychensk cách Nga gọi Lysychensk 20 km. Chúng tôi đã kiểm soát các khu định cư Bilogorovka, Serebryanka, Grigorovka, tiến thêm 10 km về phía tây từ Bilogorovka và giải phóng khu định cư Verkhne Kamenskoy, theo báo cáo. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 10 đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine mất 720 binh sĩ và một cơ sở radar chiến thuật IM tại khu vực do nhóm tác chiến phía nam của Nga chịu trách nhiệm. Cũng theo bộ này, Ukraine tổn thất 60 binh sĩ trong khu vực do nhóm tác chiến phía bắc của Nga chịu trách nhiệm ở Kharkiv.
Nga tuyên bố nhóm tác chiến phía đông của Nga đã cải thiện vị trí tiền tuyến và khiến Ukraine mất 140 binh sĩ trong 24 giờ qua. Tại khu vực do nhóm tác chiến phía tây của Nga kiểm soát, Ukraine tổn thất 500 binh sĩ, 4 khẩu pháo dã chiến và thiết giáp. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga ngày 27 tháng 10 cũng gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, khu vực lắp ráp và lưu trữ máy bay không người lái, UAV, cũng như khu vực triển khai tạm thời của binh sĩ Ukraine. Ông Putin, Moscow đang cân nhắc phản ứng trường hợp có cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ Nga. Ngày 27 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Bộ Quốc phòng Nga đang cân nhắc nhiều phương án khác nhau để ứng phó với các cuộc tấn công có thể xảy ra bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ Nga, theo TASS. Theo ông Putin, những cuộc tấn công như vậy chỉ quân đội các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, mới đủ năng lực thực hiện. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng tự Ukraine không thể thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào sâu trong lãnh thổ Nga. Chúng tôi sẽ phải phản ứng lại tương ứng. Phản ứng như thế nào, khi nào, ở đâu cụ thể thì vẫn còn quá sớm để nói. Tất nhiên, cơ quan quân sự của chúng tôi đang xem xét vấn đề này và sẽ đưa ra nhiều phương án ứng phó khác nhau, ông Putin nhấn mạnh. Tổng thống Putin cũng bày tỏ hy vọng rằng phương Tây sẽ lắng nghe những cảnh báo của ông về hậu quả của việc cho phép tấn công sâu vào Nga. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có cuộc hội đàm kín với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tối ngày 24 tháng 10, ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi tại thành phố Kazan, Nga, theo đài RT. Điện Kremlin vẫn chưa tiết lộ chi tiết cuộc hội đàm, nhưng theo văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Putin, ông Guterres đã bàn luận về việc khủng hoảng ở Ukraine và Trung Đông, cũng như các vấn đề liên quan đến phát triển toàn cầu cùng hệ thống tài chính quốc tế. Trước đó, ông Guterres đã có bài phát biểu tại phiên họp hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng kêu gọi hòa bình công bằng ở Ukraine, cũng như thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza và Lebanon. Chúng ta cần hòa bình ở Ukraine, một nền hòa bình công bằng phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và nghị quyết của Đại hội đồng. Chúng ta cần hòa bình ở Gaza với lệnh ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin. Hãng thông tấn TASS dẫn lời phát biểu của ông Guterres. Tổng thư ký Guterres cũng hối thúc BRICS hoạt động như một gia đình toàn cầu, cùng nhau hợp tác để đạt được các mục tiêu chung. Đáp lại, Tổng thống Putin cho biết BRICS sẽ hướng tới mục tiêu đặt nền tảng cho sự hợp tác và tạo ra bầu không khí vui vẻ trong ngôi nhà chung của chúng ta, cam kết sẽ hợp tác với Liên Hợp Quốc để đạt được mục tiêu đó. Ông Guterres cũng thể hiện sự ủng hộ đối với đề xuất của ông Putin rằng Liên Hợp Quốc nên cải tổ để theo kịp những thay đổi toàn cầu và mang tính đại diện hơn đối với các quốc gia đang phát triển. Các phái đoàn cấp cao từ 36 quốc gia, một số tổ chức quốc tế và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS kéo dài 3 ngày từ ngày 22 tháng 10 tại thành phố Kazan. Người phát ngôn của ông Guterres cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc không thể bỏ qua một hội nghị quan trọng như vậy vì BRICS đại diện cho gần một nửa dân số toàn cầu, theo đài RT. Ukraine nêu thiệt hại của Nga ở Kursk. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trong bối cảnh hai bên có hơn 100 cuộc giao tranh trong ngày. Giao tranh dữ dội tại các mặt trận ở Donetsk, Ukraine nêu thiệt hại của Nga ở Kursk. Theo chính quyền Ukraine, tính đến tối 26 tháng 10, số thương vong do vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào các tòa nhà dân cư và bệnh viện Mechnikov ở thành phố Dnipro vào đêm 25 tháng 10 đã tăng lên thành 5 người thiệt mạng và 21 người bị thương, theo tờ The Kiev Independent. Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk, ông Sergei Lysak cho biết đã tìm thấy một số thi thể trong đống đổ nát. Trong số 21 người bị thương, có 7 người hiện đang phải nhập viện, trong đó có một cậu bé 17 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ tấn công đã phá hủy 13 tòa nhà chung cư, 2 ngôi nhà và bệnh viện Mechnikov. Bệnh viện này đóng vai trò quan trọng vì là nơi điều trị cho những binh sĩ bị nặng ở tiền tuyến. Các nguồn tin tức địa phương cho biết rằng trong ngày 26 tháng 10, Nga cũng tăng cường nhiều đợt không kích vào nhiều khu vực khác nhau trên khắp thành phố Dnipro. Thành phố Dnipro là thành phố lớn thứ tư của Ukraine, đóng vai trò là trung tâm hậu cần và nhân đạo quan trọng suốt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thành phố này nằm cách thủ đô Kiev khoảng 395 km. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Sisky cho biết, tính đến ngày 25 tháng 10, lực lượng Ukraine đã giết, làm bị thương hoặc bắt giữ 17.819 binh sĩ Nga tại tỉnh Kursk, Nga. Theo vị tướng này, tổng cộng 6.662 binh lính Nga đã thiệt mạng, 10.446 binh sĩ bị thương và 711 binh sĩ bị bắt. Ông Sisky cũng bác bỏ tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh các quốc gia mới nổi BRICS ở thành phố Kazan, Nga, rằng
khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây ở Kursk. Đây hoàn toàn là thông tin sai lệch, không phản ánh tình hình thực tế. Quân Ukraine đã tiếp tục các hoạt động tích cực theo hướng Kursk, phá hủy năng lực chiến đấu của đối phương trong tháng thứ 3 liên tiếp, ông Shishky nói. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 26 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục kìm hãm sự tấn công dữ dội của lực lượng Nga, theo trang Facebook của bộ này. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong ngày 26 tháng 10, có tổng cộng 159 cuộc đụng độ giữa hai bên lực lượng Nga và Ukraine. Quân Nga đã thực hiện 60 đòn không kích, trong đó sử dụng 102 quả bom lượn, triển khai hơn 550 máy bay không người lái UAV và nã hơn 3.500 viên đạn pháo vào các vị trí tập kết quân và khu định cư ở Ukraine. Tại tỉnh Donetsk, quân Nga tấn công mạnh vào các thành phố Liman, Torev, Kramatorsk, Siversky, Pokrovsky, Kurakhiv. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, những nỗ lực chính của Nga tiếp tục nhắm vào Pokrovsky và Kurakhiv. Cụ thể, tại Pokrovsky, quân Nga trong ngày qua 40 lần tung đòn tấn công nhắm vào các khu định cư Vozizhenka, Miroli-Ubivka, Romania, Lysitsa, Krutoya, Krasnoya, Mykolaivka và Selidovoy. Lực lượng tự vệ Ukraine đẩy lùi 36 đợt tiến quân của Moscow, 4 cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Tại Kurakhiv, quân Nga trong ngày qua 40 lần tung đòn tấn công nhắm vào các khu định cư Ismailivka, Stepanivka, Novodmitrivka, Novoselidivka, Zhotche, Danie, Antonivka, Kostiantinivka, Elizavetivka, Katerinivka. Lực lượng tự vệ Ukraine đẩy lùi 33 đợt tiến quân của Moscow, 7 cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.